Bánh bông lan vừa thơm vừa ngọt đây bà con mình ơi. Anh Tư mua giùm em, ủng hộ giùm em cái bánh bông lan Tư ơi. Em ra bây giờ người ta mới mua nè em ơi. Sao sao? Bông lan cánh trắng nhụy vàng, quá thơm cô nàng nương khéo bánh bông lan. Xé đòa lưu tình thanh thang, quen người nhớ tiếng lên tìm mình. Cánh trắng còn bánh bông lan, cánh nó vàng mà nhụy nó cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi đây. Ủa bà sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình bảo hễ có ăn thì có nói, mà sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Dạ phải rồi đó anh ba. Dạ hễ có ăn á thì có nói. Dạ nhưng mà hồi sáng tới giờ em bán không à, có ăn uống gì đâu mà nói. Có vậy từ sáng giờ tôi đút ra chút cái bánh rồi hả cô? Như vậy chắc có lẽ là tôi phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Anh ba nói là sao? Bây giờ bộ anh tính ở đây nói hoài cho tới tối luôn anh ba? Dạ anh cứ ở đây từ từ nói nha, tôi không ép. Thôi tôi đi bán bánh bông lan nha. Phải rồi cô hai à. Cô hỏi làm sao cho đành đoạn phải không cô hai? Cô hai ơi, chắc có lẽ tại cái mùi vị của bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặn lội tới dưới này. Ủa bộ hành lễ trên anh không có mà chắc người đánh bột khéo tay cho rồi đổ khuôn luôn đó. Ủa nói vậy cũng không phải à, mà chắc là nhờ tay nướng khéo luôn. Chàng ơi, mấy đứa em của tôi mà nó nghe anh ba khen như vậy nghe chắc nó mừng dữ lắm đó anh ba. Ủa nói vậy không phải mà cô hai, cô ác làm chi vậy cô hai? Không lẽ tôi nói tôi từ ở Sài Gòn mà xuống tới quận 9 này là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ cái gì? Nhớ con đò lục tình cái mà thênh thang, quyền ơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình, quyền ơi nhớ tiếng xuống đây tìm mình. Anh ba ơi, ơi chắc tại cái bụng dạ tôi nó thiệt thà nên hay nghĩ làm sao thì tôi làm gì. Nếu như thiệt tình là từ ở trên thành phố mà anh ba xuống tốt cho quận 9 này chỉ vì nhớ mấy cái bánh bông lan thôi thì sao? Dạ thì để em gói chậm vài chục cái anh mang theo về xứ đây. Cũng được
làm sao cho anh ưng bụng. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn nè, rồi mượn lò, để anh về nhà anh nướng bánh anh ăn hay sao? Cô hai à, tôi nghe nói nghề làm bánh này không phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng, và còn phải khéo tay nữa đó cô hai à. Đó đâu có gì đâu khó. Hôm ấy anh về rồi đưa chị nhà xuống, bà má của tôi không có xấu bụng vô nghề. Anh ba nè, hôm ấy anh về nhà anh đưa vợ anh xuống đi, rồi cái ba má tôi truyền nghề lại cho nghe. Cô hai à, cô có lòng tốt như vậy tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Hả? Anh ba chưa có vợ? Nói vậy là anh ba ế vợ hả anh ba? Ủa anh lộn chửa vợ hả anh ba? Dạ, từng tuổi này á mà ở vậy có mình ên hà. Thôi thôi tôi biết rồi, chắc tại anh ba đây lộc lừa kem cho. Ủa vậy vậy? Cho nên chưa có cô nào vừa mắt anh hết có phải không? Cô hai à, tôi có lọc lừa, tôi có kén chọn gì đâu. Chắc tại cái mùi vị của bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Hôm nay để tôi làm lại cho anh cô bạn làm bánh bọc theo những quần chính này. Cô hai à, sao tôi nói cái gì cô bông bàn ra hết trơn hết trội vậy? Thôi nói gần nói xa, học qua nói thiệt. Dạ nói thiệt đi. Cô hai à, tôi lặn lội từ Sài Gòn xuống tới quận 9 đây là tại vì tôi nhớ. Nhớ cái gì? Anh nhớ ai? Nhớ. Nhớ ai? Nhớ cô hai. Trời nhớ cô hai, nhớ bánh bông lan.